rơi vẫn quay. Tôi thanh xuân như gió như mây, cứ tật tự lên khi đôi môi ta còn đó. Mong năm tháng ấy quay lại được không? Chẳng ai nhận ra được sự thay đổi cho đến khi trưởng thành. Nếu
một lúc nào đó nhìn lại mới chợt thấy mọi thứ đã khác biệt theo thời gian. Màu trắng của những hạt bụi phấn năm xưa giờ đã trở thành màu tóc của người giáo viên. Tâm hồn của những cô cậu học trò đã lớn lên từ những hạt bụi phấn, chất chứa vào sự ân cần, chiều mến cho những bài học tuôn chảy theo từng ngày. Bởi thế, trong tháng 11 nước ta luôn có một ngày vô cùng đặc biệt, đã khắc ghi vào lòng mỗi thế hệ trẻ chúng ta bao cung bậc cảm xúc nghĩ về người thầy đáng kính của bản thân mình. Ma. Chúng con cảm ơn thầy cô.
giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá thu mà bay, nhưng dù bao nhiêu năm qua, làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Khi người giáo viên bắt đầu dùng phấn viết những bài học mới lên chiếc bảng đen, những hạt bụi trắng xóa rơi xuống. Đó là một hình ảnh có đổi đơn sơ, bình thường, xảy ra hàng ngày và dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ lớp học nào. Tuy nhiên, hiếm có ai hiểu được những cực nhọc, khó khăn của ngành nhà giáo nước ta. Những hạt bụi phấn chắc chắn người học trò bước tới tương lai, hơn một chân trời tri thức mênh mông bát ngát vô cùng quý giá. Người thầy ấy chẳng quan tâm đến mái tóc mình đang ngày một bạc thêm, và những người học trò cũng chẳng ai có thể đếm được có bao nhiêu hạt bụi đậu vào mái tóc thầy trong từng tiết học. Động lại trong đó là một nỗi niềm ưu tư về cuộc sống, về tương lai của những thế hệ học trò. Chẳng ai nhận ra được sự thay đổi cho đến khi trưởng thành. Nếu một lúc nào đó nhìn lại mới chợt thấy mọi thứ đã khác biệt theo thời gian. Màu trắng của những hạt bụi phấn năm xưa giờ đã trở thành màu tóc của người giáo viên. Tâm hồn của những cô cậu học trò đã lớn lên từ những hạt bụi phấn, tích chứa vào sự ân cần, truyền mến cho những bài học tuôn chảy theo từng ngày. Bởi thế, trong tháng 11 nước ta luôn có một ngày vô cùng đặc biệt, đã khắc ghi vào lòng mỗi thế hệ trẻ chúng ta bao cung bậc cảm xúc nghĩ về người thầy đáng kính của bản thân mình.
Ba. Chúng con cảm ơn thầy cô. Để bù đắp công ơn to lớn của thầy cô giáo, em xin trân trọng kính mời quý thầy cô lắng nghe ca khúc mang tên Mái Trường Mến Yêu do bạn Nguyễn Hoàng trình bày. Tôi là cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có là chim nắng ướt và hòa tựa như đó. Với tâm lòng thiết tha, khi bình minh che chắn phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em mang một niềm yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng phút nhạc yêu em như cõi long em về theo tháng năm, như dòng sông vẫn đều theo cơn gió mang tình yêu của thầy đến với chúng em, để tình say về hướng tương lai sáng ngời. Nhưng ngày 20 tháng 11, thay mặt cho tập thể lớp 71, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô và chúc cho quý thầy cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người. Xin trân trọng.